Rồi xin chào anh em đam mê, lại là mình đây mọi người. Em lại tiếp tục bán phôi mai, mời anh em vào sưu tầm ủng hộ. Lại là mình đây anh em ơi. Hốt. Lại là anh Hiền Cúng đây anh em ơi. Xây 3 vòng cho anh em xem thử nè. Cây quá đẹp anh em ơi. Mọi người ơi, em là đang xem cảnh nha mọi người. Chuyên bán phôi mai vàng bình thường nha. Thì anh em mua phôi của mình thì nhìn số điện thoại bên trên, mã số cây, ngày tháng, giá tiền niêm yết luôn. Chốt là chốt hết luôn nha anh em. Hôm nay em có 8 cây phôi muốn giới thiệu đến anh em. Còn là cây đẹp không thôi. 7 cây nha anh em, xin lỗi anh em. Còn một cây không có bán không? Quá đẹp anh em ơi. Phôi đầu tiên hôm nay nè anh em nè. Đấy anh em nè. Quá là uy đa anh em ơi. Anh em xem kênh mình nhớ like, đăng ký ủng hộ kênh luôn nha. Đấy, ngày nào em cũng lên lúc 8 giờ tối hết anh em ơi. Anh em nhớ sắp xếp thời gian đón xem ủng hộ nha. Anh em ưng cây nào thì gọi điện trực tiếp cho mình. Chốt đơn. Chỉ cần nhiêu đó thôi anh em. Là có tiền đi ăn ăn dầu. Phôi đầu tiên là anh em nè, rễ đế rất là đẹp luôn nha mọi người nha. Trời ơi rễ đế bao đẹp. Cày con miếng thẹo lũa cho đây, miếng thẹo lũa đây, giót ngọn, chì cực kỳ gắt luôn. Mời anh em xem quanh. Cày này về cắt cái bầu kiếm cái dĩ trồng mới đẹp. Còn 42. Trời, cây này hoành 42 hả? Cao 27. Bầu dài 33. Rồi cây đầu tiên clip này em xin giao lưu với anh em 800.000 bao ship, chốt đơn anh em. Dứt. Rồi mã số 2 của ngày hôm nay anh em ơi, cây đế rễ rất là đẹp. Cây có bộ chi xiên xiên cũng đẹp luôn. Thấy chưa anh em? Bầu rễ đế à. Quá đẹp luôn. Chơi lên xíu anh. Chờ xíu nữa anh. Để đó. Đừng có lanh chanh. Cây này được cái sạch tuyệt đối luôn anh em ạ. Quá đẹp. Mời anh em xem thông số cái này, mã số 2 nha anh em. Rồi, mời anh em xem one. Xem ấy. Dãnh đầu xem. Dễ đấy nhiều. Còn 30. Cao 59. Bầu dài 48. Rồi mọi người, cây mã số 2 này thì em xin giao lưu với anh em 800.000 bao ship, chốt đơn anh em. Dứt. Con khỉ leo cây anh em ơi. Rồi mã số 3 nha anh em nha. Được cây này đẹp anh em ạ. Cây này dễ thương nè, coi săn sưu tầm nha anh em. Đây mã số 3. Thương không có dễ nha anh em. Cây rễ đế rất là ok luôn nha mọi người. Này, rễ đế rất là đẹp luôn nha. Cây có miếng thèo lũa chỗ đây. Nhìn chi sạch đẹp. Quá ngon lành cành mai. Bay xiên ra hồi đầu lại. Rồi mời anh em xem one 30. Cao 62. Bầu đế 37. Cây mã số 3 này xin giao lưu với anh em 800.000 bao ship, chốt đơn anh em. Cây rất là đẹp luôn nha. Hốt nhanh anh em ơi. Cây có miếng thèo lũa cho đây nè anh em nè. Đấy. Chì rất là đẹp, nghệ thuật luôn. Nói thêm cho lòi bé hỏng luôn. Tiếp tục một phôi nữa, mã số 4 nha anh em. Cây rễ đế được nè. Được, cây rễ đế được ạ. Đấy, rễ đế đều trên mặt chậu nha anh em nha. Lấy cỏ vét vét xuống cho nó sạch anh em. Cây có miếng thèo lũa đây. Miếng thèo lũa đây. Chi thì giót, có chi để phóng ra. Mời anh em xem thông số mã số 4. Rồi cây mã số 4 anh em. Mời anh em xem 1 39. Cao 59. Bầu đế 49. Cành bay 49. Đu. Ông nào ăn gian chắc không? Có rồi mà. Rồi mọi người. Cây mã số 4 này xin giao lưu với anh em 900.000 bao ship, chốt đơn anh em. Giúp cũng 900.000. Tiếp tục anh em nè. Nhậu rồi chứ nóng nổi chứ. Đấy không? Tiếp tục mình thôi. Rồi, cây rễ đế rất là ok luôn nè mọi người. Nắm xuống nè thôi. Cây chỗ này bay ra. Lượng ra đây. Hồi lên lại. Gọi là hai anh em sinh đôi nha anh em. Cây này sao quất chắc nó trắng vậy. Cây này mã số 5 nha nè. Chắc chắn cây sung luôn nha mọi người. Đu sung nước không anh em ơi. Mời anh em xem thông số mã số 5. Chu luôn mà. Còn chu luôn hả? Chu luôn rồi. Hoàn 29. Cho nên có bể đổ xuống hả mình. Cao 39. Ủa lộn 36 hả? Ê mình nói gì á.
Cái này nó phóng ra đây là 33. Bầu dài 33. Rồi, cây này là cây cây mã số 5, xin giao lưu với anh em 800k bao ship. Cảm ơn anh em theo dõi clip luôn. Coi hai cây. Còn không? Với cái gì đấy? Rồi, chút lên, tiếp tục. Cái kia, cái kia. Hai ngư, hai ngư, đè phụ vô đàn em. Có một đàn em này quá nha. Hồi đó ảnh mới lớn, mình mới lớn không biết anh nãy, sao. Nãy sau nó còn hai cây của anh Hiền bỏ lại, ta chẳng kêu kết thúc. Biết ảnh không sao, ảnh thấy. Anh nè, anh em nè, coi nè, một phôi nữa nè. Một phôi to nhưng mà nó có cái lũ bọng cho đây nha anh em. Đấy, da tóm lại hết, ba chi. Anh, đế rồi cũng được anh, nha anh em. Anh thấy cái mặt mình là láo cá. Cây này hơi xù xì, mời anh em xem thông số. Anh nói thôi mày làm đàn em tao ơi. Dốc lại mời anh em xem quần. Ui da. Còn mã số 6 nha anh em. Còn 53 nha anh em. Đâu qua dễ luôn. Cao 43. Bầu đế. Bầu đế 59. Rồi mọi anh em, mọi người, mã số 6 em xin giao lưu với anh em 1100k bao ship, chốt đơn anh em. Hốt anh em ơi. Cây, cây đó cây của anh Hiền của ta. Đi vô kia luôn ơi. Rồi một phôi cây mã số 7 anh em à, cây cuối cùng. Để đây cho nó bắn cũng được. Cây để đế rất là đẹp luôn mọi người. Cây có miếng thẹo nhỏ cho đây, miếng thẹo cho đây. Trừ dàn chi à, gót ngọn đẹp. Chụp tấm hình đi em. Đẹp quá. Rồi tiếp tục anh em một phôi nữa. Đấy, thì phôi cuối cùng clip là anh em coi ưng cái này vào việc nha. Vần anh em ơi. Vần rất là đẹp luôn. Cho anh em xem nè, xem vần. Vần tâm không? Vần 30. Cao 50. Bầu đế 38. Rồi cây mã số 7 này xin giao lưu với anh em 900k bao ship, mời anh em sưu tầm ủng hộ. Và ủng hộ. Rồi mọi người, ủa còn cái nữa anh? Rồi anh em ơi, còn một phôi nữa định kết thúc mà còn một phôi nữa. Cái nào kêu phôi. Cái đó cái nhánh cây anh em ạ, đọc thiệt ở đó. Rồi mọi người ơi, em xin kết thúc clip tại đây, hẹn gặp lại anh em nha. Tạm biệt anh em, chúc anh em một buổi tối vui vẻ. Cái này ơi. Thôi mình kết thúc cũng vậy. Mình đi dòng cho anh em tham khảo cái vườn cây của mình đang nuôi nè. Trời ơi, mấy ngày nay không có thời gian anh em. Cỏ nó lên quá trời lên, kêu đi phát cỏ mà chưa rảnh để phát anh em à. Đấy, vườn này thì mình có ghép rồi nè. Đó, ghép siêu bông Bình Thuận nè anh em. Đấy. Ghép vừa rồi em mới cúp cành lại. Anh em thấy dấu cúp cành của mình không? Này. Đó, mình cắt lại nha. Cho nó bung ra cái mới cho nó làm nụ nha anh em. Đấy. Có mấy cây ghép mấy cái giống này bị hư hình, bây giờ chuẩn bị ghép lại cái mới anh em. Đó, vườn nè. Cỏ hơi nhiều nha anh em. Đấy. Cây số cây này là Tết, gần Tết bán cho anh em sưu tầm sinh viên chơi. Cái cây mà ghép ổn định hết như này là anh em. Gần Tết á mình bán giá sinh viên cho anh em sưu tầm chơi. Đấy. Cây này mới ghép nè mọi người. Mới ghép cây đây mới cho ăn nắng luôn, chưa vô kẽm nhiều nó luôn. Cây thì em nuôi lên nhựa em đóng bo vô à. Đấy, như mấy đầu cành là thế mọi người, lên nhựa đóng bo lên thôi. Rồi đi thôi. Úc, em còn cây R02 này nè. Cây này nắng quá bị lột cái lưng đây. Đấy, giờ cái ông chú tứ ông già tưới nước ông không chịu che cái lưng này, nắng quá nó lột cái lưng đây. Nhưng mà cây vẫn phát triển bình thường. Cây này cây giống giờ 02. Đục, có một cây ghép siêu bông Bình Thuận này nghệ thuật nè anh em. Đấy. Làm cái tán gió lù lù cũng nghệ thuật á. Này, cây này thì hoành nhỏ thôi, hoành cỡ hai mấy à, 30 giờ. Trồng trong chậu 45. Anh em nào mà ưng cây này để Tết chơi bông thì alo em chốt luôn. Cái này thì chốt với anh em 1.800.000 bao ship cái chậu luôn, đóng khung. Đấy, cái này mà vô chậu đẹp đẹp nữa là chơi y nha anh em. Rồi ok, em xin kết thúc clip tại đây nha. Đục, vô quay cây zin nữa. Cái này bữa làm tán cho nó lại. Đục, nụ hơi đỏ.
nụ hơi đỏ nha anh em nha. Bông nè, cây này bông sai cực kỳ luôn, nụ mà hôm bữa nó làm chùm chùm luôn mọi người, em mới cắt tỉa lại rồi. Đấy, nụ nè, nụ chùm không à nha, quá trời nụ luôn. Bông nè, bông cũng được năm cánh, bông khít đẹp á, nụ đỏ rất là đẹp nha mọi người. Rồi ok anh em, cây này bông đẹp quá anh em ơi, có mấy cái bông nở chủng đẹp quá, xuống lá nó nở mới đẹp. Cây này là nụ chùm không mọi người. Ok anh em, hẹn gặp lại anh em, chúc anh em một buổi tối vui vẻ nha.